Hello guys, cô chào tất cả các bạn Buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cuốn sách tiếng Anh cho người bắt đầu Và phần nội dung bài của buổi ngày hôm nay chính là phần chữa nội dung Reading and Writing Trong unit số 5 của cuốn sách này Và các bạn có thể dở sách trang 81-82 để chúng ta có thể bắt đầu phần học à, Những bạn nào đã làm rồi thì các bạn có thể cho so đáp án Còn những bạn nào chưa làm hoặc là làm mà còn băn khoăn Thì các bạn có thể là xem lại phần này để chúng ta có những cái nhìn tổng quát hơn Ok, chúng ta cùng nhìn vào phần bài đọc đầu tiên ở đây. Bài đọc đầu tiên của chúng ta trong phần này nó là một phần bài đọc nói về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái và phần này cô lấy từ trong sách tiếng Anh lớp 11 ra. À, trong phần bài đọc đầu tiên này chúng ta có 3 nhiệm vụ cần phải giải quyết. Với task 1, chúng ta sẽ xem xem là các câu người ta cho ở đây là đúng hay là sai Dạng bài này chúng ta đã từng làm rồi Do đó là khi làm thì chúng ta lưu ý là luôn đọc câu hỏi Lần lượt từng câu hỏi Và khi đọc câu hỏi xong thì chúng ta sẽ quay về với nội dung của bài đọc Để xem là câu này là đúng hay sai right to, write T if it's true And right F if it's false Ok Now let's look at number one Question one um, no parents Không có bố mẹ nào lại có mơ ước hay là mong ước hoặc là gì ạ? Có cái giấc mơ hoặc là cái điều mà họ mong muốn cho cái tương lai của con con em mình. Vậy có nghĩa là cái ý của cái câu này có nghĩa là gì ạ? Bố mẹ chẳng có, uh, chẳng có cái mong ước gì cho tương lai của con em họ. Vậy chúng ta cùng xem xem là trong cái nội dung của bài đọc nó có đúng như thế hay không. Cùng nhìn vào câu hỏi đầu tiên. Với cái câu đầu tiên trong bài đọc này thì chúng ta thấy ngay thông tin của câu đầu tiên đã cho chúng ta câu trả lời. Đó là gì? Cha mẹ thường có mong ước, mơ ước, mong ước về tương lai của con em họ. Cái thông tin của câu này nó lại trái ngược hoàn toàn với thông tin của câu số 1. Đúng chưa nhỉ? Cái này là ai cũng có mong muốn điều đó, mong muốn về tương lai của con em họ. Nhưng trong khi đó thì câu này người ta lại nói là không có bố mẹ nào mong muốn điều đấy. Do đó câu này là sai, false. Ok, question number 2. Parents dream that. Bố mẹ mơ ước rằng là con của họ sẽ có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, tươi đẹp hơn. Đấy, mong ước điều đó có đúng hay không thì chúng ta cùng nhìn thông tin kế tiếp. Họ hy vọng rằng là các con của họ sẽ có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn mà họ đã từng có. Đấy, vậy thì ở đây thông tin của câu 2 này người ta cũng nói luôn là họ mong ước điều này, đúng chưa nhỉ? Họ mong muốn con của họ sẽ có được một cuộc sống tươi đẹp hơn. Vậy thông tin này tương ứng với thông tin của Câu hỏi số 2 Do đó chỗ này chắc chắn sẽ là True Ok Number 3 Bố mẹ những người mà đến từ nước Mỹ Luôn hy vọng rằng là con của mình Sẽ có một nền giáo dục tốt Ở đây ờ, Ở đây các bạn chú ý cho cô này Thông tin trong câu này là Bố mẹ những người mà đến từ nước Mỹ Thì hy vọng rằng là con của họ sẽ có Cái nền giáo dục tốt Ở đây Good education Được chưa ạ Vậy chú ý thông tin là đến từ Mỹ. Vậy có phải là ba mẹ những người mà đến từ Mỹ thì mong muốn điều đó hay không? Chúng ta đọc tiếp. Họ mơ ước rằng là gì ạ? Các con của họ sẽ có sẽ sẽ làm được những cái điều mà họ không thể làm được trước đây. Bố mẹ những người mà đến nước Mỹ, ở cái lúc nãy chúng ta thấy là come from và đây là come to, đúng không? come to này và kia là come from đến từ, còn đây là đi đến nước Mỹ từ các nước khác, foreign country có nghĩa là quốc gia khác đúng chưa ạ? Foreign tức là ngoại quốc thuộc về nước ngoài. Các nước ngoài hoặc là các quốc gia khác đều hy vọng rằng là con của họ sẽ có một nền giáo dục tốt hơn ở đây. Vậy ở đây không phải là đến từ Mỹ mà là bố mẹ đến từ các quốc gia khác đến Mỹ, đúng chưa ạ? Do đó thông tin ở trong câu 3 của chúng ta Lại không đúng so với thông tin của bài đọc Do đó câu số 3 sẽ là false Ok Tiếp theo này, câu hỏi số 4 này Bố mẹ luôn hy vọng rằng là các con của họ sẽ gần gũi cùng với họ uh, To be close to có nghĩa là gần, thân gần cùng với ai Thế thì ở đây ba mẹ luôn hy vọng rằng con cái sẽ thân gần cùng với họ Vậy chúng ta cùng xem tiếp thông tin ở đoạn kế tiếp uh, Chúng ta nhìn này À, đến đây ạ họ nghĩ rằng là các con sẽ có một uh, sẽ có nhiều hơn những cái lựa chọn về nghề nghiệp career choice có nghĩa là những cái lựa chọn về nghề nghiệp và cuộc sống thành công hơn họ hy sinh make many sacrifices Sacrifice có nghĩa là sự hy sinh và ở đây các bạn lưu ý cho cô là người ta dùng cái động từ make đi kèm với sacrifice là để thể hiện là gì ạ họ tạo ra cái điều đấy đúng chưa ạ vâng người ta hoặc là họ um, hy sinh rất là nhiều để mà chú ý cho cô cái liên từ sâu so dạng có nghĩa là để mà các con của họ sẽ có được nhiều cơ hội hơn opportunities ở đây để ý cho cô danh từ này nó bằng với danh từ chance có nghĩa là cơ hội đấy chưa họ nghĩ rằng là các con của họ sẽ gần gũi với họ ở đây chúng ta có động từ remain remain là duy trì duy trì hoặc là giữ thì nó cũng gần giống như động từ to be ấy. Sau đó chúng ta sử dụng một tính từ Vậy trong câu này người ta nói là Họ nghĩ rằng các con của họ sẽ Duy trì cái việc gần gũi với họ Bởi vì điều này Bởi vì điều này có nghĩa là gì? Bởi vì cái điều mà họ hy sinh rất nhiều cho con em của họ Và ở đây các bạn thấy là Thông tin trong câu này nó là Họ nghĩ rằng là họ uh, Chúng, bọn trẻ con sẽ luôn luôn gần gũi với họ Đúng không ạ? Do đó mà nó chính là cái mong ước của bố mẹ Trong câu hỏi số 4 Và câu hỏi số 4 đương nhiên sẽ là true. Ok. Câu hỏi số 5. Question 5. Tất cả trẻ em đều cảm thấy xấu hổ. Ashamed. Xấu hổ. Nó bằng với shy. Đấy chưa ạ? Ashamed hoặc là shy. Cảm thấy xấu hổ khi mà, mà rằng về cái việc rằng là gì ạ? Bố mẹ của chúng khác xa so với những cái người bố mẹ mà là người Mỹ. À, ở đây các bạn lấy ý cho cô cấu trúc be different from. From nha các bạn nha. From. sửa cho cô cái chỗ này ạ. Be different from other Americans có nghĩa là khác. Different from có nghĩa là khác. Vậy thì tất cả lũ trẻ đều cảm thấy xấu hổ vì điều đấy đúng hay là sai? Chúng ta đọc tiếp hai câu kế tiếp ạ. Hai câu kế tiếp người ta nói là Hai câu kế tiếp người ta nói là gì ạ? Một vài đứa trẻ thì hiểu cái điều đó, hiểu cái việc mà bố mẹ hy sinh cho chúng và họ luôn luôn mong muốn thân gần với chúng và rất là biết ơn, appreciate có nghĩa là biết ơn những cái sự hy sinh này và duy trì cái mối quan hệ gần gũi với bố mẹ của mình. Tuy nhiên, những đứa trẻ khác lại cảm thấy xấu hổ về cái việc là bố mẹ của chúng lại quá là khác so với những bố mẹ người Mỹ. Vậy các bạn thấy là một vài thì hiểu và gần gũi đúng không ạ? Một vài đứa khác thì lại cảm thấy là xấu hổ vì điều đấy. Không phải là tất cả trẻ con đều cảm thấy xấu hổ do đó chỗ này thông tin trong câu hỏi số 5 của chúng ta không tương ứng với thông tin của bài đọc. Vì vậy mà câu này của chúng ta sẽ là false. Ok chưa ạ? Rồi, sang bài tập số 2, task 2. Hãy đọc bài đọc và trả lời các câu hỏi. Vậy chúng ta đã đọc qua một lần rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem các câu hỏi và các đáp án trả lời để xem xem là đáp án A, B, C hay D là đúng. Bố mẹ thường mơ ước về điều gì? Lưu ý cho cô cấu trúc dream với giới tự of. Luôn luôn nói là dream of something, có nghĩa là mơ ước điều gì ý a đó là con của họ có nhiều tiền trong tương lai ý b đó là thấy được cái việc là con của họ làm được những việc tốt ý c uh, chứng kiến hoặc là thấy được là con của họ trở thành những cái nhà giáo dục thành công educators từ danh từ education mà ra từ danh từ education chúng ta có danh từ educator có nghĩa là nhà giáo dục và Ý D đó là có một cái cuộc sống tốt hơn uh, trong tương lai đúng không ạ? Trong tương lai tốt hơn cho con em của mình. Vậy cả cái đoạn lúc nãy chúng ta đọc thì cái này ý D chính là thông tin chính xác đúng không ạ? Vâng, hai cái câu đầu tiên trong đoạn này người ta đã nói đến việc đó rồi. Better life in the future, đúng chưa ạ? Do đó mà câu D chắc chắn sẽ là thông tin chính xác. Còn lại các đáp án A B C thì nó lại không phù hợp trong cái tình huống của bài đọc, do đó chúng ta sẽ không lựa chọn. Ok. Tiếp theo câu hỏi số 2 này. Bố mẹ những người mà đến nước Mỹ từ các quốc gia khác hy vọng điều gì? À lúc nãy chúng ta nhớ lại, lúc nãy trên câu này người ta nói là những người bố mẹ mà đến đến từ nước Mỹ thì thay vào đó trong bài đọc là đến nước Mỹ từ các quốc gia khác, hy vọng rằng các con của họ có được một nền giáo dục tốt ở đây, đúng không? Thế thì do đó, nhìn đáp án A. À, các con của họ sẽ học tiếng Anh giỏi, có đúng không ạ? Chắc chắn là không rồi. Ý B, các con của họ sẽ có được nhiều công việc. Đúng không ạ? Cũng không đúng, đúng chưa ạ? Vâng. Ý C, đó là các con của họ sẽ biết cách hy sinh bản thân. Sacrifice. Và cuối cùng là gì? Các con của họ sẽ có nhiều cái cơ hội hơn cho một nền giáo dục tốt, cho việc giáo dục tốt. Vậy đây chính là cái thông tin tương ứng với thông tin của bài. Đúng không ạ? Vâng. Chúng ta tiếp tục này. Câu hỏi số 3. Tại sao bố mẹ lại nghĩ rằng các con của chủ, các con của họ sẽ luôn luôn duy trì được cái việc là gần gũi với chúng, với họ đúng không ạ? Bố mẹ nghĩ rằng là các con của họ sẽ luôn luôn gần gũi với họ. Tại sao lại nghĩ như vậy? À, ý A đó là bởi vì họ đã trả tiền cho việc học của chúng. Ý B là do cái sự hy sinh của họ. Ý C đó là bởi vì họ vẫn, chúng vẫn còn trẻ và ý D là bởi vì họ phải sống ở nước ngoài. Vậy lúc nãy chúng ta còn nói đến một cái câu đó là bố mẹ hy sinh rất nhiều và luôn hy vọng rằng là gì ạ? Chúng sẽ gần gũi với họ do điều này. Vậy because of this, because of this thì this này là chỉ đến cái việc là họ đã hy sinh rất nhiều cho việc chúng sẽ có những cái cơ hội tốt hơn, đúng chưa ạ? Do đó mà ở đây người ta cho cái phương án đó là gì? because of their sacrifice nó chính là cái thông tin mà chúng ta hướng tới. Đáp án A, C và D thì không phù hợp trong tình huống này ạ. Câu hỏi số 4. The career trong cái câu đó là they think their children will have more career choice. Có nghĩa là gì? Từ career nó nằm ở trong cụm này. Vậy lúc nãy cô có nói là gì? Họ nghĩ rằng con của họ sẽ có được nhiều cái lựa chọn về công việc, về nghề nghiệp hơn vậy từ career này nó có phải là transport sự chuyên trở không ạ không đúng đúng chứ nhỏ object có nghĩa là gì là vật thể đúng không ạ cũng không đúng profession là chính là nghề nghiệp hoặc công việc đấy ạ vâng chính xác và education là danh từ tất cả đây đều là danh từ hết đều là danh từ nhưng nghĩa của từ profet, profession sorry profession nó bằng với job bằng với career đề có nghĩa là nói đến nghề nghiệp, công việc và education là nói đến nền giáo dục thì không phù hợp trong tình huống này. Ok. Câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi số 5 này, từ close ở trong câu một vài đứa trẻ hiểu và luôn biết ơn cái sự hy sinh này, do đó mà duy trì cái mối quan hệ gần gũi với ba mẹ của mình có nghĩa là sao? Ý của cái um, câu hỏi này có nghĩa là cái từ close này nó gần nghĩa với từ nào nhất? Close Uh, nó có nghĩa là gần gũi nó có nghĩa là gì ạ thân thuộc thương yêu đúng không ạ có vẻ từ này không ạ vâng tính từ này dear friends có nghĩa là bạn thân đúng không ạ dear friends có nghĩa là bạn thân bạn uh, tốt uh, tiếp tục này friendly có nghĩa là thân thiện open là cởi mở và cuối cùng kind là tốt bụng vậy theo các bạn thì đâu là đáp án đúng cho cái câu này. Theo chúng ta thì đâu sẽ là đáp án đúng cho cái câu uh, câu này ạ? Cho chúng ta suy nghĩ khoảng độ 1 2 giây trước khi mà câu cô công bố đáp án. Theo các bạn thì đâu là đáp án đúng trong câu này? Có phải là ý đen không ạ? Có phải là tốt bụng không ạ? Chắc chắn là không rồi Nó không phải là tốt bụng, đúng không nhỉ? Có phải là cởi mở open, có phải là mở không? Không Close không thể nói là open được Cái hai cái này trái nghĩa này À, close này là gần gũi Còn cái này là cởi mở, nó khác nhá Friendly là thân thiện Cái này nó bằng với nhau này Còn trong trường hợp này thì nó sẽ phải là gì? Gần thân thiện, thần ở gần gũi Đúng không ạ? Thân thiết Do đó đáp án A sẽ là phương án chính xác mà cô đưa ra Vậy theo các bạn với câu hỏi là ý chính của đoạn 1 là nói về điều gì? Với ba ý, ý A bố mẹ mơ ước điều gì? Ba mẹ mong ước điều gì? Ý B sự khác biệt giữa bố mẹ đến từ các quốc gia khác với những người bố mẹ người Mỹ và ý C là cảm nhận của bố mẹ. Thì theo các bạn đâu sẽ là nội dung chính nhất? Người ta nói đến mong ước của bố mẹ về tương lai của con đúng không? Do đó phương án A chắc chắn là phương án đúng, không so sánh. Uh, và cũng không nói đến cảm nhận đúng chưa ạ? Không nói đến cảm nhận của bố mẹ. Ok. Tiếp tục sang đoạn văn số 2, passage 2. Đây là một đoạn văn nói về một cái loài gọi là gì ạ? Một cái uh, loài côn trùng. Bugs. Vâng, loài côn trùng. Cái này rất hay nhá. Cũng vẫn là các dạng bài true false Cũng vẫn là trả lời câu hỏi Vậy chúng ta cùng xem xem là Trong bài này thứ nhất Các bạn thấy là cả hai đoạn văn này người ta đều dùng thì hiện tại đơn giản hết Đúng không? Hai đoạn văn này đều dùng hiện tại đơn giản Trong các câu ở đây đều là các câu ở thì hiện tại đơn Và ở đây ví dụ như câu đầu tiên các bạn thấy chủ ngữ People là số nhiều nên trợ động từ với động từ được sử dụng ở dạng là don't like. Được chưa ạ? Hay là trong câu thứ hai thì Mark Morfes nó là danh từ số ít Do đó mà chỗ này love người ta chia theo theo kh câu khẳng định đó là thêm S vào Thì cái phần này là đón thuộc về phần lý thuyết nên cô không giảng lại nữa Mà cô chỉ nhắc qua một chút để cho chúng ta nhớ lại thôi Vậy thì nhiệm vụ chính của chúng ta vẫn là đọc hiểu và làm bài tập Đoạn uh, task 1, true or false cũng lại là dạng bài true false Vậy chúng ta cùng xem câu hỏi số 1 Most people like bugs. Hầu hết mọi người đều thích côn trùng, đúng không ạ? Đều đều, đều thích côn trùng có đúng không ạ? Và yeah. ở đây nó cũng giống như là insect. Nó là một loại của insects, Đấy chưa Nó là các con như là gì ạ? Kiến này, à, gì nữa ạ? À? Ladybug. Được chưa Hay là um, in uh, hay là con spider thì đấy gọi là bug. Đó. Đấy thì các bạn xem xem là thông tin này có đúng hay sai hầu hết mọi người đều thích côn trùng ngay câu đầu tiên nói là hầu hết mọi người đều không thích côn trùng đúng chứ nhỉ do đó câu này chắc chắn sẽ là false ok nhưng ông tiến sĩ Mark Moffat lại yêu chúng rất là nhiều love them lại rất thích chúng vâng câu hỏi số 2 người ta nói là ants is a kind of bug It's a kind of bugs. Đúng hay sai? Kiến là một loại côn trùng Vâng. Ừ. Vậy cùng xem con xem có đúng là bugs uh, Kiến là một loại côn trùng hay không Đang đọc đến đây ông uh, tiến sĩ Mark Morfest này Rất thích côn trùng Và thực tế là nickname của ông ấy Chính là tiến sĩ côn trùng Tiến sĩ bugs Ông là một người thợ chụp ảnh Đồng thời cũng là người mà Nghiên cứu về côn trùng entomologist entomologist có nghĩa là gì ạ nhà côn trùng học các bạn nhớ cho cô cái danh từ entomologist có nghĩa là nhà côn trùng học người mà chuyên nghiên cứu về côn trùng và từ là đằng sau người ta đã giải thích này an entomologist studies bugs tức là một nhà côn trùng học thì nghiên cứu studies có nghĩa là nghiên cứu về côn trùng và ông tiến sĩ Moffat cái loài côn trùng yêu thích nhất của ông tiến sĩ Moffat này đó chính là loài kiến. Vậy thì các bạn thấy là ở trong cái câu này người ta nói loài côn trùng yêu thích nhất của ông Moffat là loài kiến. Vậy suy ra kiến là một loại côn trùng. Đúng không ạ? Nên câu này sẽ là true. Ok, tiếp theo này. Ông tiến sĩ Box này chụp ảnh các loài kiến. Đúng hay sai? Chúng ta đọc tiếp này. Ông đi khắp nơi trên thế giới Trong đoạn này chúng ta nhớ cho cô cái cụm là All over the world Khi mà chúng ta muốn nói là khắp nơi trên thế giới Trên phủ phủ sóng toàn thế giới Thì khi đó chúng ta dùng là all over the world Nó giống như là around the world All over the world Nó bằng với around the world Đây có viết giống này nhá Around the world Rồi, đấy Ông đi khắp nơi trên thế giới để nghiên cứu về loài kiến và ông quan sát chúng khi mà chúng ăn, làm việc, nghỉ ngơi, ngủ và chiến đấu. Vậy thì tất cả các hoạt động của loài kiến là ông ấy đều quan sát, đúng không ạ? Và ông chụp ảnh về loài kiến. Vậy thông tin của câu này tương ứng với thông tin ở trong câu hỏi số 3 nên câu hỏi số 3 của chúng ta là true. Tiếp tục với câu hỏi số 4 này. Ông nghiên cứu mọi thứ về loài kiến. He study everything about ants. Vậy thì ông nghiên cứu mọi thứ về loài kiến thì các bạn thấy là vừa mới nói xong là gì? Ông nghiên cứu về việc ăn, làm việc, nghỉ ngơi, ngủ và đánh nhau của chúng nữa. Vậy chúng ta xem là cái thông tin tiếp theo sau cái câu là ông chụp ảnh về nó thì có thông tin gì khác nữa không? Ông nằm ở trên đất với cái máy chụp ảnh và đợi. Wait for, có nghĩa là đợi thời điểm thích hợp the right moment đó thế thì các bạn thấy là thông tin ở trong câu này này nó đã thể hiện cái việc là ông nghiên cứu mọi thứ về loài kiến đúng không ạ nên câu này sẽ là true và câu hỏi cuối cùng chúng ta có cái cấu trúc là be scared of có nghĩa là be afraid of be afraid of có nghĩa là sợ hãi be scared of, cũng có nghĩa là sợ hãi đúng không ạ ông rất là sợ hãi côn trùng bởi vì là chúng cắn ông À, xem có đúng hay không Ông ta thích mà thì có phải là sợ hay không Loài kiến và các loài côn trùng khác thường cắn ông Nhưng điều đó không ngăn cản được cái ngài tiến sĩ Bucks này Vậy thì ông này có sợ không ạ? Chả sợ gì cả đúng không ạ? Nên câu này thông tin là sai Và chúng ta nhìn tiếp câu hỏi của câu cuối cùng này Câu cuối cùng đó là gì ạ? Ông có một cái công việc Ông có một cái công việc rất là thú vị và rất là khác lạ khác thường và ông rất thích nó đấy khác lạ khác thường và ông thích nó vậy thì ở đây cái câu cuối cùng là người ta chốt lại về cái công việc của ngài tiến sĩ này và ngài ấy chính là gì ạ một cái ông mà nghiên cứu về côn trùng và là một nhà côn trùng học ok vậy từ đó từ những thông tin này chúng ta làm tiếp bài tập số 2 uhm, đọc và trả lời các câu hỏi vậy chúng ta cùng xem xem là phần đọc và trả lời câu hỏi này nó có những câu gì câu hỏi số 1 này Ông Moffat này nghiên cứu cái gì? Ladybugs là cái con gì ạ? Con bọ cánh cam. Bọ cánh cam. Bọ cánh cam. Được chưa ạ? Ant là kiến. Vậy chúng ta nhắc đến loài kiến duy nhất ở trong cái đoạn văn này thôi. Nên là B sẽ là phương án chính xác. Ong và cuối cùng là bướm. Thế thì ở đây các bạn thấy là tất cả đều sẽ là sai trừ phương án B. Được chưa ạ? ông đi đâu để ông ta ông ta đi đâu để nghiên cứu? vâng, thế lúc đấy chúng ta còn nói là ông ta đi đâu ạ? đi khắp nơi trên thế giới để nghiên cứu về loài kiến nên suy ra đáp án a all over the world chính là phương án chính xác. in the forest chưa đúng. on the ground là nơi mà ông ấy nằm xuống đúng không ạ? và at home thì không nhắc đến. nên d b c đều sai. ông ấy quan sát cái gì? what does he watch? ông ấy quan sát cái gì? Ý A đó là việc ăn của con này. Ý B là việc việc làm việc của cái loài đấy. Ý C đó là việc nghỉ ngơi, ngủ và đánh nhau. Và ý D là tất cả các phương án trên. Thì lúc nãy chúng ta có nói là gì ạ? Các phương án là gì ạ? Ăn, ngủ, nghỉ, đánh nhau đều được quan sát hết nên phương án D là phương án chính xác cho câu hỏi số 3. Câu hỏi số 4 này. Tại sao ông ấy phải nằm ở trên mặt đất với cái camera của mình? Với cái cái uh, máy ảnh của mình. Ý A là để ngủ. Ý B là để nghỉ ngơi Ý C đó là để chờ cái thời điểm chụp ảnh Ý D đó là xem phim à, Lúc nãy chúng ta còn nói đến cái đoạn này Đó là ông nằm ở trên mặt đất Với cái máy chụp ảnh Và chờ đợi đến thời điểm thích hợp Đúng chưa? ạ Do đó chỗ này Đáp án đúng của chúng ta đương nhiên sẽ là phương án C A, B hay D đều chưa đúng Và công việc của công ông ấy được miêu tả như thế nào? Rất là đáng sợ Hay là rất là nặng nhọc Hay là rất là thích thú và cuối cùng là gì ạ rất là thú vị và khác lạ thì ở đây có một cái từ đó là từ strange nó tương đương với unusual nó tương đương với unusual vậy các bạn thấy ngay câu cuối cùng của chúng ta đó là gì ạ he has an interesting and unusual job cái này nó bằng với strange do đó đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án nào phương án d và câu hỏi cuối cùng của mình đó là đoạn văn này là về cái gì? Ý A đó là về một ông bác sĩ, ý B đó là một nhà nghiên cứu côn trùng, nhà côn trùng học và ý C đó là một sinh viên. Nên suy ra đáp án B là phương án chính xác. Cái này thì dễ quá rồi, đúng không ạ? Ok. Đoạn văn số 3 của mình cũng là về một trong những cái loài động vật rất là hay. The ostrich. Bạn nào đã từng nghe qua loài này chưa ạ? Đó chính là loài đà điểu, đúng ạ? Một đoạn văn nói về loài đà điểu. Vậy hãy đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi. Ở đây thì trong đoạn bài này chúng ta sẽ xem xem là các câu nào sẽ là đáp án đúng. Rồi, cùng nhìn. Đọc câu hỏi trước này. Câu hỏi số 1. What is the biggest bird in the world? Loài chim nào là lớn nhất trên thế giới? Các đáp án này. Loài chim, nói chung, loài vịt, loài gà và loài đà điểu. Trong đoạn văn này nói về loài đà điểu thì chúng ta cùng đọc xem có đúng không. The ostrich is the biggest bird in the world. Câu đầu tiên của đoạn này đã chứng tỏ thông tin của đoạn này là the ostrich là đoạn văn à là loài chim lớn nhất trên thế giới, đúng chưa ạ? Ok. Câu hỏi số 2. Hầu hết các cái con đà điểu lớn à, sinh sống ở đâu? Hầu hết những cái loài đà điểu lớn sinh sống ở đâu? Ý A đó là ở phía nam của châu Phi, ý B là phía bắc châu Phi. Ý C đó là phía Nam châu Á và ý D là phía Bắc của châu Á. Vậy chúng ta cùng đọc tiếp thông tin này. Loài đà điểu là loài chim lớn nhất trên thế giới và một con trưởng thành adult này là loài trưởng thành có thể dùng cho cả người cả vật, đúng chưa ạ? Một con trưởng thành có thể nặng hơn 90 kg, ồ còn nặng hơn cả con người nữa. Hầu hết các loài chim lớn, các loài chim đà điểu lớn đều sống ở phía Nam của châu Phi. Vậy thì Thông tin ở trong câu này người ta nói là loài chim lớn đều sống ở phía nam của châu Phi nên đáp án nào ạ? Phương án A chính là phương án tương ứng. Các đáp án còn lại thì chúng ta loại đi ạ, không cần xem nữa. Ok. Tiếp theo câu hỏi số 3 này. Điều gì làm cho loài đà điểu khác so với những cái con chim khác? Ý A đó là chúng có cánh. Ý B chúng không thể bay hay là chúng không biết bay. Ý C chúng không phải là chim và ý D là chúng chạy rất là nhanh vậy điều gì mà làm cho loài đà điểu này khác với những loài chim khác thì chúng ta đọc tiếp hầu hết các con vật lớn đều đều uh, các con đà điểu lớn đều sống ở vùng nam của châu phi nhưng chỉ còn lại một vài trong số chúng let có nghĩa là còn lại này chỉ còn lại một vài trong số chúng cũng giống như tất cả các loài chim thì đà điểu có cánh vậy cái này là giống các loài chim khác đà điểu có cánh đó chính là phương án a đúng không ạ nên phương án a chúng ta loại đi tiếp tục này nhưng chúng không biết bay à giống ở chỗ là có cánh nhưng chúng không biết bay vậy khác với loài chim khác là chúng không biết bay xem là có nói đến loài chim bọn đây là loài chim lớn nhất nên phương án c chắc chắn là sai rồi còn chúng có chạy nhanh hơn các loài chim khác hay không thì chúng ta thấy là không có so sánh đúng không ạ vâng nên phương án d cũng không nói đến tiếp theo câu hỏi số 4 này chim đà điểu có thể chạy nhanh như thế nào ý a là từ 55 đến 70 km YB là 65 đến 80, IC là 55 đến 90 và id là 65 đến 90. Vậy chúng ta cùng xét. Chúng sử dụng đôi cánh để giúp cho chúng rẽ được turn, có nghĩa là rẽ sang bên trái hoặc rẽ sang bên phải ấy, thì người ta gọi là turn, rẽ được khi mà chúng chạy, à, dùng cánh để để điều khiển khi mà chạy đúng không ạ? Loài chim đà điểu có thể chạy rất là nhanh, à, từ khoảng 65 đến 90 km trên 1 giờ à 65 đến 90 km/h nó tương ứng với đáp án D do đó các đáp án còn lại chúng ta bỏ qua. Bài này dễ đúng không ạ? Vâng, câu hỏi số 5 này. Chúng có thể sống bao lâu mà không cần nước? Without có nghĩa là không cần. Chúng có thể sống bao nhiêu lâu mà không cần nước? Ý A đó là rất nhiều năm, ý B nhiều tháng, ý C nhiều tuần và ý D là nhiều ngày. Many là nhiều và các danh từ. Vậy thì Nhìn nghe ở đấy thì chúng ta cũng có thể đoán được áp án Nhưng mà nhìn vào thông tin trong bài này Đang nói đến chạy được 90 km trên 1 giờ Vì thế mà rất khó cho những cái loài vật khác Có thể bắt được chúng Chim đà điểu nhỏ, chim đà điểu con Có kích cỡ giống như là con gà Và phải mất 3 năm Phải mất 3 năm để trở Nên thành con vật trưởng thành Loài chim này ăn lá cây Ăn thực vật, ăn cây, ăn rau Ăn thực vật và sống vài ngày mà chẳng cần nước. Đó, sống vài ngày mà chẳng cần nước. Thế thì ở đây các bạn thấy là đáp án này tương ứng với phương án D, đúng chưa nhỉ? Câu hỏi này tương ứng với phương án D, rồi. Vậy chúng ta lại đọc lại bài một lần nữa và xem xem là các câu ở đây đúng sai hay không được nhắc đến. Thông tin trong những câu hỏi trong bài tập số 2 đúng sai hay không được nhắc đến. Ý A, câu hỏi số 1 này. Uh, the ostrich are birds. The ostrich are birds. Loài đà điểu là chim. Cái này chắc chắn là đúng rồi, đúng không ạ? B và C không thể là là đúng được. Ý câu 2 này, there are a lot of ostrich left in Africa. Còn lại rất nhiều. There are mà là thêm danh từ này. Lại thêm left nữa, cái này không phải là rời đi mà là còn lại. Còn lại rất nhiều ở châu Phi. Ờ, thế thì ở đây các bạn thấy là Thông tin ở trong bài người ta nói là các loài chim lớn thì đều tập trung ở Nam Phi nhưng không còn lại nhiều nữa chỉ còn lại một vài chúng thôi đúng chưa ạ? Do đó mà chỗ này phương án này là phương án gì ạ? Sai. Thông tin này là thông tin sai nên chúng ta lựa chọn phương án B. Câu hỏi số 3. Chúng sử dụng đôi cánh khi mà chúng chạy. À, khi mà chúng chạy thì chúng sử dụng đôi cánh để làm gì ạ? Để rẽ đúng không ạ? Lúc nãy người ta có nói như vậy về phương án A chính là phương án đúng họ chúng sử dụng cánh khi chúng chạy thông tin nó nằm ở trong cái câu này chúng ta có thể nhìn lại sử dụng cánh để giúp chúng rẽ khi mà chúng chạy đúng chưa ạ câu hỏi số 4 này sư tử thích ăn loài đà điểu ở đây có nhắc đến sư tử không ạ cả cái đoạn này có nhắc đến sư tử không không hề nhắc gì đến sư tử hết đúng không ạ không hề nhắc gì đến sư tử sư tử thích ăn đà điểu người ta nói là loài chim này chạy rất là nhanh và không có loài nào có thể gần như là không bắt được chúng do đó cái này không được nhắc tới không được nhắc tới trong đoạn văn lions không được nhắc tới trong đoạn văn đúng chưa ạ và câu hỏi số 5 câu hỏi số 5 này loài đà điểu cần thực vật để sống cần rau để sống tức có nghĩa là chúng ăn cái loài này đã ăn cái loại này đúng không ạ nên phương án nào là phương án đúng không ạ chắc chắn là đúng rồi và đoạn văn này nói về điều gì ý a một vài thông tin thú vị về loài đà điểu ý b loài đà điểu là loài lớn nhất trên thế giới và ý c là loài đà điểu sống ở vùng châu phi các bạn thấy là loài đà điểu loài đà điểu là cái loài chim lớn nhất trên thế giới nó chỉ là một thông tin thôi và loài này sống ở châu phi thì cũng chỉ là một thông tin thôi đúng không ạ do đó mà đây nó có một vài thông tin thú vị về loài đà điểu nên đáp án a chính là phương án chính xác đáp án a chính là phương án chính xác được chưa ạ Ok, vậy cô vừa mới chữa xong cho chúng ta phần đoạn bài đọc 3 bài đọc trong unit số 5 Các bạn sẽ xem và có gì thắc mắc các bạn sẽ cứ hỏi cô nhé Ok, hẹn gặp lại chúng ta trong những video kế tiếp Bye bye